là sới. Hai đô xe này. Chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhắc hai đô tìm kỹ thuật thi đấu, không xô đẩy nhau, trận đấu tiếp tục. Thank you.
Thôi, như vậy hết thời gian thi đấu của hiệp 1. Thời gian nghỉ, mời đô vào thi đấu hiệp 2. Về rồi đấy. Di chuyển tay tóc. Hai đôi chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp 2 bắt đầu. Hai đô lưu ý là trọng tài nhắc lần thứ hai là chúng ta phải tìm kỹ thuật để thi đấu chứ không xô đẩy nhau. Trận đấu tiếp tục. Thank you.
đoàn tham gia bán tay với Aido. Một lần nữa rất đáng tiếc là trong cái thời như vậy là đã hết thời gian thi đấu của hiệp 2. Hai đô nghỉ 1 phút và thi đấu hiệp phụ. Qua hai hiệp chính là chưa có đô nào bị nhắc nhở thi đấu tiêu cực. Thế đứng nếu như ở tình thế vừa rồi thì không thể thực hiện các kỹ thuật được. Trận đấu tiếp tục. Trọng tài nhắc đô có sạch thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Trận đấu tiếp tục. Trận dân của Bắc Giang, đoàn của Công an Nhân dân chuẩn bị. Thi đấu ở tư thế đúng. Trận đấu tiếp tục. Giữ
Hydro đứng ở giữa suối để công bố kết quả. Như vậy qua hai lượt chính và hiệp phụ không phân thua thắng bại. Như vậy xét biên bản trọng tài, đội áo xanh bị nhắc nhở thi đấu tiêu cực một lần. Như vậy đội Hoàng Văn Lợi của Thanh Hóa áo đỏ thắng. Trong những trường hợp thắng thua thì chúng tôi cũng có thể thông báo để quý vị đại biểu nắm được. Là trong trường hợp có thắng thua về thứ nhất là về thi đấu tiêu cực,